Em chia sẻ như thế nào về cái quá trình mà em từ một cầu thủ phủi chuyên đá sân sân cỏ nhân tạo đến khi mà em trở thành một tuyển thủ quốc gia đá tại sân futsal như này, đó có phải một cuộc hành trình rất dài và gian truân của em không? Vâng, thì trước đây thì em cũng chỉ đi chơi phủi cùng anh em ở ngoài Hà Nội thôi. Sau đấy chơi tốt thì chơi đến HPL năm đầu tiên, xong thì được mấy anh em giới thiệu lên và Thành Bắc đang tuyển quân thử việc. Thì lúc đấy thực sự là em cũng chưa biết futsal là gì luôn. Thế thì mới chỉ gọi là được đá Viraru bên Bia Sài Gòn thì sẽ hay tổ chức ở ngoài quân. Nhưng mà đấy cũng là sân cỏ. Không biết là sân cỏ thứ 5 thôi. Không biết là có đội futsal chuyên nghiệp là như thế nào hay gì cả. Thì anh phải cái đấy lên đi, anh giới thiệu cho anh gọi điện thì rồi lên thử xem như nào, anh thấy em có thể chơi đấy thì để em lên tập thử. Thì ngày đấy được anh gọi anh khoái về luyện thì được các anh dìu dắt, thì bắt đầu được khoảng độ 3 tháng sau khi luyện thì được chơi giải đầu tiên ở giải Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Thật sự là từ sân 7 vào có thể em thì không biết với mọi người như thế nào, với bản thân em thì em lại thấy nó cũng không phải khó khăn lắm. Có thể do mình cách mình chơi bóng, hoặc là có thể do em được tiếp xúc chơi bóng với nhiều các anh lớn từ trước, mình cũng được va chạm nhiều, thành ra mình vào đấy mình cũng không ấy lắm, vì có thể là cũng sân 5 với sân 7 nhưng cái cách chơi bóng của mình nó cũng không khác gì mấy. Em cảm thấy là nó không khó khăn lắm, chỉ khó trong những cái năm chơi từ sân phủi sang chuyên nghiệp sang futsal thì em khó khăn nhất là hai lần mổ dây chằng thôi. Hãy chia sẻ về những cái khoảng thời gian khó khăn thế và điều gì đã khiến cho em tiếp tục gắn bó với bộ môn này. Anh nghĩ là em sẽ phải nghỉ futsal cái thời gian đấy đấy. Dạ. Thì lần đầu tiên em bị là năm 2015 thì em bị trong một cái giải đấu lúc nhỏ giải Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, thì lúc đấy thì thực sự là lần đầu từ lúc bé đến cái lần đất dây chằng đầu gối trái lần đầu tiên thì chưa bao giờ em bị một chấn thương nặng nào cả. Đến lúc đấy em bị và người ta bảo chụp đi chụp chiếu phải là đất dây chằng, mà em cũng bảo không biết là cái gì. Thế xong đến lúc mà mọi người kiểu hỏi ra mà nói bảo mọi người em bị dây chằng thì mọi người bảo là cái nặng lắm đấy thì anh kia để không chơi bóng nữa. Thì lúc đấy em mới lên đọc tìm hiểu các thứ thì mới biết là mình cũng bị chấn thương khá là nặng trong cái môn thể thao mình chơi. Tôi rất là buồn, gọi điện về nhà thì mọi người ở nhà thì cũng lo khóc bảo hay là thôi nghỉ thì không chơi nữa. Mà lúc đấy thì em mới chơi futsal được có hơn một năm. Xong rồi thì sau nói chuyện với mọi người gia đình rồi đội bóng thứ các anh thì anh bảo là thôi cứ mổ đã rồi tập phục hồi thứ có thể mất khoảng một năm, nếu mà lúc đấy chơi được thì chơi, không chơi được nữa thì thôi có thể nghỉ không sao cả. Thì em lúc đấy cũng rất may được thầy Tú cũng như là bạn luyện anh em đội bóng tạo điều kiện hết cỡ cho mổ bác sĩ tốt nhất ở Việt Nam lúc đấy. Sau đấy là được tập riêng với huấn luyện viên Etosto là huấn luyện viên thể lực của đội tuyển futsal Việt Nam đi World Cup năm 2016. Lúc đấy là tập 8 tháng thì xong bắt đầu trở lại thì vẫn chơi bình thường được, thì là em lại vẫn tiếp tục chơi. Lúc đấy mình lại càng cố gắng hơn. Nhưng mà cái lần thứ hai, nếu anh là người thân của em, anh bắt em phải nghỉ. Cái lần thứ hai thì là em vừa mới cùng đội tuyển tham gia giải Đông Nam Á ở bên Indonesia. Về nghỉ ngơi được 2 ngày thì bên mình bắt đầu đá quốc gia ở Quảng Ninh. Thì em lại cùng Thành Bắc đi từ Hà Nội xuống tham gia. Dưới đấy thì vừa vào trận đấu đầu tiên thì có thể kiểm chắc do cơ thể mình mới bên kia về. Nhưng mà mệt mỏi, thế là mình tự bị thôi chứ không có va chạm với ai cả. Lúc đấy cũng mình bị một lần rồi, mình kinh nghiệm thì mình cũng ngẫm là khi mà nó bị một cái thì mọi người có hỏi làm sao không, thì em lúc ấy mình gần như mình khẳng định luôn là mình cũng bị lần nữa rồi. Bị mổ đất dây chằng một lần nữa rồi thì mọi người vẫn cứ động viên mà thôi chắc không sao đâu, đi về chụp đi để có gì thì tính sau. Thì ngay trong đêm đấy em về thì gia đình với bố mẹ mọi người khóc như ai kia cũng buồn, cũng nghĩ ấy thương, thì em bảo thôi có gì đâu, nó là nghề nghiệp mà có gì đâu mà khóc cả. Mọi người bảo thôi hay là thôi hai lần rồi hai gối luôn thì thôi nghỉ xong rồi có thể xin lên học của huấn luyện viên thứ chứ giờ là hai gối rồi đá gì nữa. Em cứ bảo là thôi cứ để con mổ xong rồi cần tập lại mà được thì con chơi, không thì thôi con nghỉ xin lên học đi học luyện viên cũng được. Gia đình cũng lại đồng ý và xong rồi lại ủng hộ. Lại tập mất một năm nữa, mổ mất gần một năm nữa, bắt đầu trở lại thì
đá giải vô địch quốc gia, sau đấy lên lại đội tuyển đá Đông Nam Á ở 29 ở sân Phú Thọ mình. Xong rồi vừa rồi thì là đi vấn Tây Ban Nha, sau đấy là đá playoff ở UAE, bây giờ được UEFA Cup này thật sự là Em đã thực hiện ước mơ của rất nhiều người và anh chúc mừng với em vì điều đó. Và ngoài ra thì anh chúc mừng cái thành tích của đội tuyển Việt Nam lần thứ hai lọt vào top 16 đội mạnh nhất thế giới. Đấy là một cái kỳ tích cực kỳ lớn luôn. Và anh cùng với mọi người ở nhà chắc chắn là cũng sẽ cổ vũ động viên và hướng về đội tuyển Việt Nam, nên là mong rằng là các cầu thủ như bọn em hãy luôn luôn với cái tinh thần cao nhất như trận đấu ngày hôm nay ấy, ra sân vì người hâm mộ, vì người thân trong gia đình của mình để chiến đấu thật sự là hết mình. Hãy tận hưởng cuộc chơi và chiến đấu hết mình, đừng nghĩ ngợi về cái chuyện là thắng hay thua, bởi vì cái việc mà bọn em có mặt ở World Cup đã là một cái điều rất đáng tự hào với cá nhân bọn em, với gia đình và với những người hâm mộ bọn anh. Tất cả người dân Việt Nam đều rất là tự hào về bọn em nhá. Rồi, ok, Vâng, cảm ơn cảm em ơn với anh cái ạ. cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở một cái chương trình ngôi sao An Phủ nhá. Dạ vâng, ok anh ạ. Ok, bye bye. Vâng. Ok, trong cái đoạn phỏng vấn vừa rồi thì Thành Tín có nhắc tới anh Minh Khuấy. Anh Minh Khuấy là anh Quang Minh đây. Là người đã phát hiện và mời Thành Tín lên tập luyện tại Thái Sơn Bắc và sau đó là dìu dắt bạn ấy, đào tạo bạn ấy. Anh hãy kể về cái câu chuyện mà Thành Tín đến với Futsal này. Thành Tín đến với Futsal thì là một cái đợt mà tôi nhớ cuối năm 2023 hay 14 thì không chắc, nhưng mà Thành Tín thì cái đợt mà khi mà liên hệ để đến với đội là thông qua một cậu em ở tên là Giang Say thì phải, À vâng. có tap mình vào trên Facebook ấy, À vâng. là đây Cũng là một kèo trái rất dị. cậu em tên là giới thiệu Thành Tín, thì Thành Tín có hỏi muốn tham gia Futsal. Thế là mình hồi đó mình đang ở bên trường thì mình có hẳn là thôi hơi video lên đây tập luyện cùng với đội thì xem. Vâng. Thực ra hồi đấy với anh có những cầu thủ mà tham gia Futsal cũng rất là mừng. Anh không có Vâng. cầu thủ mà À vận động vâng. viên của anh rất là hạn chế, Vâng. số lượng ít, thì cho nên là khi mà Tín lên thì Tín thì hòa nhập rất nhanh. Có thể thời gian đầu thì cũng chưa quen, nhưng mà dần dần thì cũng có thể là vì em đang là một cái cầu thủ phong trào. Khi mà tập luyện rồi các cái về cái đội bóng thì có thể là em lúc đầu thì có thể là chưa quen, vì sau dần dần hiểu được cái đội bóng chuyên nghiệp nó cần phải có phải làm những cái gì thì Thành Tín thì cũng hòa nhập. Thì tôi nghĩ Thành Tín là hòa nhập Futsal là nhanh, Nhanh nữa. rất nhanh, khoảng 3 tháng em đã bắt đầu chơi được, và bắt đầu khoảng 6 tháng là bắt đầu có thể tham gia vào cái đội, có thể là chơi được những cái chiến thuật để mà có thể tin tưởng để xây dựng. Có thể là cái thời điểm đó Thành Tín thực ra là về Thành Tín thì cái tố chất thể thao ấy Thành Tín không có nhiều, Đúng rồi, cái em cơ thấy thể mảnh khảnh lắm. không có tốc độ này, không phải là người có thể lực này, không phải là người có sức mạnh này. Nhưng mà Thành Tín có một cái điểm mà anh đánh giá nó trong cái quãng thời gian anh làm việc với Tín là Thành Tín có một cái việc mà ra quyết định rất nhanh và chính xác với cái việc xử lý chặt bóng trong sân. Ví dụ Thành Tín chuyền bóng hay là một quả bóng thả ra là Thành Tín bao giờ cũng là cái người xử lý một cách gọi là có lợi hơn so với cả một cái người đối phương. Đấy là một cái đặc điểm mạnh của Thành Tín, và cái tư duy Thành Tín là người chơi có tư duy.